Chào mừng bạn đến với kênh video của Hoàng Ngọc Sơn. Cỗ máy in tiền tuyệt vời trong kinh doanh Forex. Đã bao giờ bạn ao ước có một cỗ máy in tiền cho bạn sử dụng tiền đều đặn hàng ngày hay không? Nếu có thì chúng ta đã có chung một ước mơ. Tôi cũng đã từng ước ao như bạn. Kinh tế ngày càng khó khăn, dân số ngày càng đông, cơ hội việc làm thì lại ngày càng ít, thất nghiệp, lạm phát tăng cao. Nên khi gặp khó khăn về kinh tế thì chắc hẳn mỗi người ai trong chúng ta cũng đều ao ước rằng mình sẽ có một cỗ máy in tiền. Có người sẽ nghĩ rằng một cỗ máy in tiền là một điều hoang đường. Nhưng thật ra tôi muốn nói cỗ máy in tiền ở đây hoàn toàn là nghĩa bóng. Nó chính là cách bạn tạo ra nguồn thu nhập thụ động hàng ngày mà chúng ta không cần phải chạm tay vào. Chúng ta có thể đi đến những quán ăn, nhà hàng, phòng gym hay thậm chí là đi du lịch khắp nơi mà tiền trong tài khoản vẫn cứ tăng đều đặn. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Cứ tưởng những việc đó là hoàn toàn không thể nhưng thực chất ta vẫn có thể làm được. Cách đây không lâu, khi người nông dân phải bán lưng che trời, bán mặt chờ đất, vất vả từng ngày với công việc đồng áng, thì hiện nay con người đã tạo ra được robot trồng trọt, máy thu hoạch, máy gieo hạt giống, mang đến hàng ngàn lợi ích cho người nông dân, giảm thiểu thời gian, tiền bạc, xa hơn nữa là xe cộ, thiết bị và công nghệ thông tin. Với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, chúng ta có thể tạo ra được những chú robot để làm việc và kiếm tiền cho chính mình. Nó làm việc ngày đêm bất kể thời gian và kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Rất nhiều học viên của công ty chúng tôi cũng đã được con robot này phụng sự. Và không những thế, nó còn tạo được nguồn thu nhập hấp dẫn lên đến hàng chục ngàn USD từ thị trường tài chính thế giới. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu robot bạn đang sử dụng sở hữu trí tuệ và phương pháp phân tích kỹ thuật của những bậc thầy về kinh doanh Forex, thì lợi ích và tính an toàn mà robot mang lại cho bạn là như thế nào? Hay chính xác hơn, tại sao bạn nên sử dụng robot? Thứ nhất là không cần nhà đầu tư phải có kiến thức nhiều về giao dịch Forex, không cần phải giỏi phân tích kỹ thuật, không tốn thời gian theo dõi thị trường, giao dịch cùng lúc được nhiều tài khoản, tiết kiệm công sức. Robot sao chép một loạt các kinh nghiệm kỹ năng với nhiều chiến lược khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát thu nhập và rủi ro vì nó có khả năng kiểm soát tốt hơn là con người. Nhờ vào tính tuân thủ tuyệt đối, robot có khả năng quản lý vốn, quản lý rủi ro hiệu quả. Mỗi lệnh giao dịch đều có lệnh cắt lỗ, stop loss và chốt lời take profit cẩn thận. Robot có một cái đầu lạnh vì là phần mềm máy tính được lập trình vô tri vô giác, hành động dứt khoát, không do dự và không bị cảm xúc chi phối. Đó là yếu tố hàng đầu cho một trader chuyên nghiệp. Và bạn có thể kiếm tiền tại mọi thời điểm vì robot hoạt động liên tục 24 giờ và hoàn toàn tự động, tiết kiệm thời gian và tận dụng được mọi cơ hội của thị trường. Vậy còn điều gì tuyệt vời hơn khi không cần phải làm gì mà mỗi tháng có trong tài khoản đến hàng nghìn USD? Hoặc đơn giản là tạo thêm một nguồn thu nhập thụ động mỗi tháng? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trở thành một thành viên trong cộng đồng kinh doanh Forex. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký ngay kênh Hoàng Ngọc Sơn hoặc truy cập vào website forexuni.net để cập nhật được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!